đặc biệt luôn. Nó được nhắc đến những 2 lần cơ mà. 2020. Điều đáng nhớ nhất phải là nhớ chọn cả năm. Tối qua 23 tháng 1 có 2 bệnh nhân đầu tiên dương tính với virus corona. Bình Xuyên, Bình Phúc trở thành điểm nóng của dịch Covid-19. Ổ dịch lớn nhất và nguy hiểm nhất các trường hợp mắc bệnh trong quán bar này. Điều trị cho bệnh nhân. Mà đã có lúc cán mốc 10.000 đô một ngày. Thực ra là đi triệu một tháng trở lên tôi cho, tôi đền tiền luôn. Còn bây giờ mình sẽ cho con gà vào các bạn nhé. 10 đồng kiếm được từ các video sai phạm độc hại thì có 6 đồng đến từ YouTube có nội dung nhảm nhí, cờ bạc, bạo lực. Một năm toàn những điều đáng quên. Đáng quên nhưng cũng cần phải nhớ, bởi vì khó khăn nào cũng vậy, nó có giá trị của nó. Như vậy, Việt Nam đã chính thức ghi tên vào danh sách 1 trong 40 nước thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người. Vietnam is really... Nào rồi? Ý anh muốn hỏi là tôi đã chuẩn bị cho mình bao nhiêu thùng khẩu trang, bao nhiêu chai nước diệt khuẩn, cũng như là mua bao nhiêu gói mì tôm, đúng không? Về khoản này thì tôi có thể trả lời anh rằng là tôi đã chuẩn bị cho mình một cái Tết khá là đầy đủ, bởi vì dù sao thì chúng ta cũng đã ít nhiều có kinh nghiệm. Tôi đã có một cái hành động như là để giữ lại một nét truyền thống của văn hóa Việt Nam trong dịp Tết, đó là đưa số tài khoản của mình lên mạng xã hội. Mừng tuổi là một cái phong tục rất là quan trọng, đúng không quý vị? Tất cả những điều này thì khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian này của Tết năm ngoái, khi mà tất cả chúng ta, không riêng gì chị em phụ nữ, đều được nhận và phải nhận một bông hoa hồng. Bạn hiểu ý tôi rồi đấy. 17. Tối mùng 6 tháng 3 năm 2020, một buổi tối bình thường như bao buổi tối khác bỗng trở nên bất thường. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại đang là rạng sáng ngày 7 tháng 3 và tôi đang có mặt tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Vừa chỉ cách đây ít phút thôi thì cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid thành phố Hà Nội đã vừa kết thúc và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố ca bệnh Covid-19 thứ 17 của Việt Nam. Bệnh nhân thì hiện tại đang trú tại phố Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Nhiều người sẽ đặt câu hỏi tại sao bệnh nhân số 17 nhập cảnh từ vùng có dịch nhưng không phải cách ly, và câu trả lời là thông tin từ Bộ Công an, nguyên nhân bệnh nhân số 17 nhập cảnh vào Việt Nam mà không bị lực lượng kiểm dịch tại sân bay phát hiện là do bệnh nhân này dùng 2 hộ chiếu gồm hộ chiếu Việt Nam và hộ chiếu của Anh. Trong những ngày du lịch tại châu Âu, bệnh nhân số 17 dùng hộ chiếu của Anh để di chuyển giữa các quốc gia, trong đó có Italia là nơi đang bùng phát dịch Covid-19. Việc di chuyển giữa các nước EU rất đơn giản đối với người có hộ chiếu Anh. Nước này không thuộc khối Schengen nhưng vẫn giữ quy chế EU đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nên công dân được đi lại tự do trong khối mà không cần thị thực. Khi về nước ngày 2 tháng 3, bệnh nhân 17 đã sử dụng hộ chiếu Việt Nam để nhập cảnh. Công an cửa khẩu Nội Bài đã kiểm tra kỹ từng trang của hộ chiếu nhưng không phát hiện có con dấu xuất nhập cảnh của Italia, cùng với việc khai gian tờ khai y tế để vượt qua vòng kiểm dịch của CDC Hà Nội. Những trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhanh chóng được xác định. Một đoạn phố Trúc Bạch dài 500 m bị cách ly. Cuộc sống của hàng trăm người dân đã bị ảnh hưởng vì sự thiếu trung thực của một người. Hàng loạt những thông tin không đúng sự thật xuất hiện và được lan truyền nhanh chóng. Những thông tin không chính xác đã tạo nên một cú sốc với nhiều người, và phần lớn người dân bỗng biến thành một con người khác. Sống giữa thủ đô nhưng chúng ta lại sợ thiếu lương thực. Tôi cũng thế, cũng vội vã chạy đi mua đồ ăn và tích trữ mì tôm, bởi sự sợ hãi đã xâm chiếm trí óc lúc đó, và quên mất rằng điều cần làm nhất lúc bấy giờ là giãn cách, là đứng im, chứ không phải chen lấn như thế này. Khẩu trang và nước rửa tay đã trở thành những món đồ không độc nhưng rất hiếm. Thực ra thì người ta cũng có thể quen dần với nỗi sợ. Ví dụ như trong đợt dịch bệnh đang diễn ra này chẳng hạn, chúng ta không còn thấy việc chen lấn xô đẩy như là những gì là diễn ra cách đây một năm nữa. Tuy nhiên cũng phải nói rằng là nỗi sợ giảm đi cũng bởi vì nó được thay thế bởi một thứ khác, đó là sự tin tưởng. Hãy cứ nhìn vào cách mà các lực lượng chức năng tại Việt Nam phản ứng với những đợt dịch diễn ra trong suốt một năm vừa qua mà xem. Từ những đợt dịch đầu tiên ở Hà Nội và Sơn Lôi, Vĩnh Phúc, rồi đến Đà Nẵng và nay là Hải Dương, Quảng Ninh và một số địa phương khác. Một điểm chung là giãn cách, mà không phải là giãn cách thường, đó là quyết liệt giãn cách, người với người, nhà với nhà, thôn xóm với thôn xóm. Hôm nay là thứ mấy? Là câu hỏi khó với những người dân vùng cách ly. Nhưng những câu hỏi như nhiệt độ cơ thể hôm nay bao nhiêu hay mùi thuốc khử khuẩn như thế nào thì cảm nhận dễ hơn nhiều. Rồi sự xuất hiện của người tình không cần trả lời tin nhắn nữa, luôn ấm áp bất kể ngày đêm, với những dòng tin nhắn chuẩn tiếng Việt không bao giờ sai chính tả. Đó, nếu mà cứ nghiêm túc như vậy thì chắc chắn là chả có dịch bệnh nào có thể động đến chúng ta cả. Thế nhưng mà con sâu làm giàu nồi canh, trong nồi canh luôn có những con sâu, và con sâu đó thì làm cho phần còn lại của nồi canh và virus SARS-CoV-2 rơi vào một cuộc rượt đuổi chẳng vui vẻ gì cả. Đầu năm 2020, Covid-19 xuất hiện. Đâu bắt được em? Đâu bắt được em? Giãn cách xã hội thành công, điều chế được vaccine Covid-19. Đâu bắt được em? Không bắt được làm. Thế nhưng ngay sau đó, một số cá nhân không nghiêm túc chống dịch. Ui. Đi à? Giỡn mặt hả? Chơi đàng hoàng thì bắt ta. Đến bắt được em. Câu hỏi lúc này đó là ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đuổi bắt này? Thì theo tôi, câu trả lời phần lớn sẽ phụ thuộc vào thói quen của mỗi người. Đó là có chịu khó rửa tay thường xuyên hay không? Có hay đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng hay không? Hay là có dừng được việc đi hát karaoke? Nhưng mà cũng đừng có tiêu cực quá. Bởi vì tôi nghĩ rằng quý vị cứ thử nghĩ lại mà xem, chúng ta cũng đã có những kỷ niệm đẹp đấy chứ, trong khoảng thời gian giãn cách một năm vừa qua. Trong đại dịch Covid-19, mức độ quan tâm, tìm hiểu về chuyển đổi số trong năm 2020 cũng đã tăng gấp 10 lần so với các thời gian trước, bao phủ các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, thương mại, vân vân. Còn với mỗi người, hãy xem chúng ta đã có những thói quen tốt nào. Học sinh không sợ đi học muộn, người lớn không sợ đi làm muộn. Vì giờ, đường từ nhà tới lớp hoặc nơi làm việc chỉ còn là từ giường ngủ tới bàn máy tính. Bạn đã bao giờ đọc trọn vẹn một cuốn sách? Đây là lúc để làm, vì nhìn vào sách sẽ tốt hơn nhìn vào bảng lương đang chết lâm sàng. Bạn đã bao giờ quyết tâm giảm cân? Đây là lúc để nhịn, vì có ai mời đi ăn đâu, mà cũng có hàng quán nào mở cửa. Thế là rác thải, khí thải cũng ít đi, bảo vệ môi trường. Chẳng khi nào chụp ảnh với người thân lại dễ đến thế, những gương mặt thân quen, nhưng nay cảm xúc lại thật lạ khi được bên nhau cả ngày dài. Đã yêu thì luôn có cách, các môn thể thao có một phiên bản trong nhà, không được ra sân cỏ thì ta chuyển sang làm xiếc với trái bóng. Thay bàn bằng tường thì bóng bàn vẫn tập được như thường, có làm sao? Chẳng cần sân, chẳng cần lưới, chẳng cần đủ đồng đội, bóng chuyền trở thành môn thể thao đối kháng 1-1 vẫn vui. Hay cao cấp hơn là tự chế ra máy chạy bộ như thế này, chỉ cần một chai dầu ăn là đủ. Chúng ta thì đã tạo ra được rất nhiều niềm vui cho mình khi trong thời gian giãn cách, nhưng mà nỗi buồn thì vẫn luôn âm ỉ, và có thể nhìn thấy là nó ẩn ở đằng sau rất nhiều những tấm biển treo ở các cái cửa hàng, đó là xin sang nhượng này, hay là đóng cửa hàng này, hay là nó nằm ở trong những xấp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Mà nếu như giải những cái tờ đơn đấy ra mặt hồ đi, thì tôi nghĩ rằng là có thể phủ kín được cả ba cái hồ Tây. Và rất mong quý vị có thể nghĩ rằng là đấy chỉ là một lời nói thậm xưng của tôi thôi. Và cả những điều xấu xí nữa, những điều xấu xí thường ngày nó ẩn khuất đâu đó, thì trong dịch bệnh nó lại là cơ hội để những điều xấu xí đó lộ ra ánh sáng. Ví dụ như là việc biến mối nguy thành cơ hội để trục lợi cho bản thân chẳng hạn. Lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, từ tháng 2 năm 2020, vì động cơ vụ lợi, hệ thống máy xét nghiệm real-time PCR sau khi nhập khẩu về Việt Nam có giá theo thị trường hơn 4 tỷ đồng. nhưng đã bị các doanh nghiệp thổi giá rồi bán cho CDC Hà Nội với giá hơn 9,5 tỷ đồng. Vụ việc được xác định là do cựu giám đốc CDC Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm chịu trách nhiệm chính. Chênh lệch 7 tỷ đồng được phù phép chỉ bằng có vài chữ ký mà thôi. Còn khoảng cách giàu nghèo thì chỉ cách nhau có vài mét, mà vài mét ở đây theo tôi là đúng nghĩa đen. Chủ nhân của căn nhà này là hộ cận nghèo. Mặc dù làm ăn xa và ít có mặt ở địa phương, nhưng hàng năm vẫn nằm trong danh sách hộ cận nghèo. Lý do là bởi chủ hộ có mối quan hệ thân tình với người trong hội đồng bình xét. Nhà có siêu vẹo, hoàn cảnh có khó khăn, nhưng nếu như không có tiếng nói thì coi như đã thoát nghèo. Nhà hộ cận nghèo. Còn đây là nhà đã thoát nghèo. Số phận hai căn nhà đã bị hoán đổi. Và từ đó người trong làng truyền nhau khái niệm hộ cận nghèo là hộ ở cận nhà nghèo. Anh chị có muốn uống gì cho mát ruột trước khi trò chuyện tiếp hay không? Cho tôi một ly đồ uống của Thanh Xuân. Cảm ơn anh. Thanh Xuân như một ly trà, trà gì cũng được, miễn đừng trà xanh. Thực ra nói thế thôi nhưng mà trà xanh thì cũng có rất là nhiều những tác dụng của nó. Ví dụ như là giúp đẹp da này, giúp giảm cân này. Nhưng mà nếu mà lạm dụng quá nhiều thì lại không tốt, bởi vì là nó sẽ dễ gây mất ngủ và khiến cơ thể của chúng ta mệt mỏi. Thế thì đừng uống nhiều. Tác dụng phụ hay không, mất ngủ hay không là do người uống và do cách uống. Còn bản thân trà xanh chắc chắn là vô tội. Nhưng mà dù là ai có tội đi chăng nữa thì thói quen của chúng ta ở thời hiện tại đó là hãy lập group anti-fan. Bạn ghét gà, hãy lập group anti cả đàn gà. Con chó ở hàng photo, nó đáng bị lập một group anti vì cái tội hay lườm khách và sủa vô duyên. Thời kỳ Covid, nhà nhà online thì từ người đến chó rồi đến gà đều phải cẩn thận. Những nhóm anti chẳng cần lý do, có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đến việc đi trao hàng cứu trợ giữa mênh mông nước lũ cũng phải có quy tắc của nó. Đi đến tận nơi để trao quà chưa chắc đã tốt. Thái độ phải chuẩn, mặt phải buồn rầu, không được tươi cười quá đáng. Có gì vui đâu mà cười, thế mới là đúng mực. Cách đưa quà cứu trợ cũng là một câu chuyện phải bàn. Dù nước lũ có ngập sâu đến đâu cũng phải bơi vào tận nơi, cúi người lễ phép, đưa quà bằng hai tay. Thế mới là biết tôn trọng người nhận. Và nữa là đi cứu trợ thì không được dán tên mình lên hàng hóa. Đó là làm lố, là PR tên tuổi. Cái gì? Chính quyền địa phương yêu cầu phải ghi tên để rõ nguồn hàng cứu trợ hả? Chúng tôi không cần biết. Đúng là năm Covid, hờn một cái là bị lập hội nhóm anti. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có một nhóm nào anti con virus SARS-CoV-2 nhỉ? Kể cũng lạ lùng thật. Thực ra thì tôi nghĩ là việc lập group anti thì cũng không có gì là lạ. Nó nằm trong ADN của mỗi con người. Bởi vì chúng ta là sinh vật sống theo bầy đàn, nên thành ra là chúng ta luôn mong muốn là có đồng minh ở trong những suy nghĩ và trong những hành động của chúng ta. Di truyền thì có tính chọn lọc tự nhiên. Những gì mà nó hỗ trợ cho sự sinh tồn của một đối tượng nào đó thì sẽ được tự nhiên giữ lại, thậm chí là làm nó phát triển mạnh mẽ hơn đối với cái đối tượng đó. Đáng tiếc là có một vài tính xấu của con người cũng được giữ lại. Ví dụ như là khoe khoang, khoác lác, lừa đảo chẳng hạn. Nếu một ngày quý vị nhận được lời mời chào có các dấu hiệu sau, hãy khoan mà trao đi niềm tin của mình. Thứ nhất, đối tượng mời chào mình luôn xuất hiện trên mạng xã hội với cả sấp tiền, xế hộp bóng loáng. Có thể đó là phong cách sống riêng, nhưng cẩn thận cũng chẳng thừa. Thứ hai, những lời mời được đưa ra trong cuộc hội nghị tiệc tùng hoành tráng, kích động tinh thần bằng cách hò hét, hô khẩu hiệu, vỗ tay tập thể, vân vân. Dấu hiệu này rất quan trọng, dễ thấy và rất thường gặp. Vừa vỗ tay xong thì dấu hiệu thứ ba xuất hiện. Một nhân vật thành công sẽ bước lên trước đám đông, mở miệng ra là nói tiền tiền tỷ tỷ nhưng chẳng nói rõ là đầu tư cái gì, sinh lời từ đâu. Đây là cô Thái ạ. Cô Thái đếm tiền rất chuyên nghiệp. Chúc cô Thái là đặt mục tiêu cán mốc ngôi nhà khoảng 5 tỷ từ giờ đến Tết ạ. Mỗi người sẽ phải cán mốc ít nhất là phải được chục tỷ. Mọi người đặt mục tiêu được không ạ? Thứ tư là bước xuống tiền. thường sẽ là kêu gọi đóng tiền theo các gói, gói càng to, giàu càng nhanh. Thứ năm là việc xây mô hình hệ thống, cắt hoa hồng cao nếu mời chào thêm được người tham gia mới, thậm chí lên tới cả 15 đến 20% số tiền người mới đóng vào. Và dấu hiệu cuối cùng, khi hệ thống có vấn đề, gọi điện cho người mời mình vào mà không thấy nhấc máy. Đây là dấu hiệu ít có giá trị nhất vì lúc này quý vị đã chẳng còn đồng nào rồi. Thực ra thì lúc này tôi đang rất là băn khoăn, không biết là cô Thái đã cán đích được 5 tỷ đồng hay chưa và giờ này cô có đang bận đếm tiền hay không, hay là cô còn đang bận cán bột bánh để trả nợ. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng không nên nhắc đến chuyện này quá nhiều, bởi vì là kẻ tốt thì cũng có quá khứ mà người xấu thì cũng có tương lai. Nên biết đâu là sau này thì tất cả những ai mà làm trong cái lĩnh vực đa cấp trá hình đấy thì họ có thể suy nghĩ lại và làm những cái việc lương thiện hơn. Quay lại cái vấn đề chính của chúng ta thì chẳng lẽ một năm vừa rồi toàn những điều tệ hại đáng quên hay sao? Tất nhiên chúng ta cũng không nên bi quan như thế. Trong năm vừa qua cũng có rất nhiều điều đáng nhớ, đáng trân trọng. Ví dụ như những niềm vui chẳng hạn. Chỉ có điều là trong thời điểm dịch bệnh như thế này thì sẽ không có niềm vui cá nhân độc lập nữa, mà chỉ có niềm vui tập thể thôi. Niềm vui tập thể được tạo nên từ trách nhiệm chống dịch của mỗi cá nhân. Trong năm vừa qua thì cũng có rất nhiều những câu chuyện đẹp từ niềm vui tập thể ấy. Nó đã tạo nên một Việt Nam diệu kỳ. Mùa xuân mới đã về rất là gần rồi, và trong cái dịp Tết đặc biệt như thế này, chúng tôi xin gửi lời chúc đến quý vị. Chúc quý vị một năm mới tính nhầm cũng được, tính sai cũng được, tính tình thất thường cũng được, đừng dương tính là được. Và nếu cô đơn FA cũng được, miễn là đừng F1, F0, F2. Và quên mật khẩu cũng được, quên hẹn deadline cũng được, thậm chí là quên luôn cả mật khẩu của Bitcoin cũng được. Nhưng mà đừng quên thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trốn chạy thanh xuân cũng được, trốn nóc nhà đi chơi cũng được, đừng trốn cách ly là được. Và tất nhiên cuối cùng chúng tôi cũng sẽ không quên gửi đến tất cả quý vị khán giả một câu chúc quen thuộc đến mọi nhà mỗi dịp Tết đến xuân về. Và đó là chúc quý vị một năm mới bình an!